Xin chào quý vị khán giả và các bạn của kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, bây giờ thì thành một cái nhịp quen thuộc rồi, tức là cứ 8 giờ tối chủ nhật thì nhiều quý vị xem kênh YouTube diễn giả Phan Đăng vào mục Phan Đăng hỏi chuyện để gặp về một nhân vật nào đó mà tôi gặp gỡ và nhân vật mà xuất hiện định kỳ trong quãng thời gian này là nhà thơ Trần Đăng Khoa. Hôm nay thì chúng tôi tiếp tục vui mừng chào đón nhà thơ Trần Đăng Khoa xuất hiện trở lại trên Phan Đăng hỏi chuyện. Em xin chào anh. Vâng, xin chào nhà báo diễn giả Phan Đăng. Dạ. Hôm nay thì chúng tôi rất muốn bàn về một cái sân chơi cho Dạ. con trẻ. Nhưng mà trước khi bàn về cái chương trình, về cái sân chơi con trẻ này, thì chúng tôi rất muốn dành cả một chương trình để hầu chuyện các quý vị, Hầu chuyện thượng mà tôi gọi là hầu đế chuyện thượng đế. Đấy, bởi vì chính các quý vị là thượng đế của chúng tôi. anh Chính các quý Khoa. vị đã đưa ra những câu hỏi. Dạ. Đấy, mà tôi nghĩ là chúng tôi cần phải làm cho nó rõ. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói với quý vị một chút là trong những cái tập vừa qua đó, cụ thể là 6 tập đã phát, thì rất nhiều quý vị nói rằng là nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa nói chuyện thì quý vị trở về một thời ký ức tuổi thơ, rồi quý vị rất là thích cái cách mà nói chuyện, cái cách chia sẻ của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Nhưng mà tôi thì tôi có một cái đề nghị như thế này với anh Khoa là thôi, những người khen ta thì ta cũng không cần phải nói nhiều nữa. Ta cũng không cần phải kể về những người khen mình ở trên chương trình. Mà hôm nay đó, tôi lại đề nghị anh Khoa làm một việc khó hơn. Đó là tôi nhặt ra những câu hỏi mà khen thì ít, nhưng mà chê thì sẽ hơi nhiều đấy. Và hôm nay sẽ phải bắt anh Khoa là làm việc khó, chứ không làm việc dễ. Bây giờ lại đọc những cái câu khen ra đây để anh vui thì cũng được, nhưng mà nó cũng không phải là giải quyết lắm, mà sẽ là những câu mà em nhặt từ trong cái comment của quý vị đó. Có những cái thì chê nhẹ nhẹ, có những cái thì chê vừa vừa, có những cái thì chê dữ dội. Anh có sợ Tôi thấy là đây là một điều hạnh phúc chứ, không? bởi vì là khen ta chỉ là bạn ta thôi, nhưng mà Dạ. chê ta chính là Thầy thầy của ta ta. đấy. Dạ. Mà lại chê chân thành nữa Đúng rồi, thì rất rất là chân tuyệt thành. vời. Nhưng mà có lẽ là trước khi đến với Cái màn những khó cái đó. không đến lời chê của các quý vị và bậc thầy của tôi ở bên ngoài, Dạ. thì tôi rất muốn là bắt đầu từ gia đình của tôi, À. là nhà thơ Trần Nhuận Minh. Tức là anh trai của anh. Ông cũng có xem cái chương trình Dạ. và ông thấy là tôi nhầm lẫn rất nhiều. Tức là anh trai anh chê anh đấy. Vâng, Dạ. ông Minh là rất chê tôi. Dạ. Có mấy cái thông tin mà tôi đưa sai. Dạ. Thứ nhất là bà Đồng. Đấy, cô Đồng đấy, mọi người thì làng tôi gọi là cụ Đồng, Cụ đồng. và tôi cũng gọi là cụ Đồng. Dạ. Đấy, thì cụ là em gái của ông ngoại tôi, và là người mà bị khiếm Mù. thị Dạ. bẩm sinh, Dạ. và cụ làm nghề tâm linh. Dạ. Nhưng mà cả làng rất kính trọng cụ, cả vùng chứ không phải cả làng, đều rất kính trọng cụ và đều gọi cụ là cụ Đồng. Là mẹ tôi gọi bằng cô đấy, và tôi được gọi bằng cụ. Hồi đó là vì tôi gọi theo các cụ ở làng, À. chứ thực ra thì không phải thế. Mà Phan Đăng đã nói đúng Dạ. là tôi phải gọi bằng bà. Đó, về vai vế là anh Đúng phải gọi rồi, bằng bà. đấy, Bằng bà. chính Phan Đăng là người đã phát hiện ra cái đó. Dạ. Thì tôi cứ cãi Phan Đăng, tôi bảo không, Ở ở làng anh thì gọi đấy là cũ. đây thì phải phải ngắt một chút để quý vị nhớ lại. Đó là hôm mà hai anh em kể về câu chuyện. Hình như là ở tập 3, tập 3 thì phải. Tập 3 thì phải, mà cụ đồng này cũng đã từng xuất hiện ở tập 1 rồi. Ngay tập 1 rồi. Thì anh Khoa cứ nói là anh Khoa chỉ gọi là cô đồng à? Không, Anh gọi là mẹ tôi được gọi là cô, mẹ gọi là cô. còn tôi được gọi là cụ. Nhưng Cụ. mà gọi là cụ, thực ra những cái chuyện này xảy ra khi tôi có 2 tuổi thôi mà. Dạ. Đấy, tôi còn 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 bé tí ấy. Thế là tôi gọi theo các cụ ở làng, Dạ. Là gọi gọi cụ theo mọi đồng. người, tôi cứ gọi là cụ Đồng. Còn đúng ra vai Chứ vế là ba đúng thôi. ra
thì là bà. Dạ. Bà của tôi. Dạ. Vì đây là em ruột của ông ngoại. Dạ. Thì đấy là cái thông tin mà Phan đăng đúng. Dạ. Mà tôi thì có một sự nhầm lẫn. Dạ. Và đấy, bác là Trần Nhật Minh là bác phát hiện ra ngay. Trần Nhật Minh cũng đã nhắc lại cái đó. Dạ. Và chú nó cứ nhớ lung bung cả. Đấy là một. Dạ. Đấy nhá. Cái là cái cũng không chuẩn. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thời gian rời làng của Trần Nhật Minh. Dạ. Thì tôi có nói rằng là ông rời làng vào năm 1964. Dạ. Thì cái đó cũng không đúng. Ông rời làng từ năm 1959. 5 năm trước. Ừ, dạ. Tức là khi đó tôi mới có 1 tuổi đó. Nhưng mà anh nói về gia đình đó, ừ. Thì em lại truy vấn ngay, ừ. Là ở tập 1. Ừ. Khi mà anh kể về mẹ anh là biết chữ là qua chuyện Kiều đúng không? Đúng rồi. Và anh có nói về gia đình của cụ Nguyễn Du đó. Ừ. Thì lúc đó có một thông tin mà em cũng hơi lăn tăn, hơi lấn cấn, hôm nay phải hỏi lại. Ừ. Anh có nói là thân phụ của cụ Nguyễn Du, ừ. Là làm tham tụng, ừ. Sau đó thì làm tể tướng. Đúng rồi. Nhưng mà chỗ này thì hình như cũng hơi nhầm này. Cái chỗ này tôi cũng nhầm. Nhầm đó. Và ông Minh cũng lại nhắc. À. Bởi vì ông bảo chú rất là buồn cười và chú chả hiểu gì cả. Bởi vì là tham tụng chính là tể tướng. Rồi. Nhưng mà nước mình này là không có tể tướng đâu. Dạ. Tể tướng là bên Trung Quốc, người ta gọi tể tướng. Dạ. Đấy, có một cái phim rất nổi tiếng là Tể tướng Lưu Gù. Rồi. Đấy. Chứ còn ở nhà mình tham tụng chính là tể tướng. Dạ. Cho nên bảo là cụ thân phụ cụ Nguyễn Du là tham tụng, mấy năm sau là tể tướng là không đúng. Dạ. Nhà mình là không có cái chức tể tướng. Dạ. Chỉ có tham tụng thượng thư thôi. Vì bao giờ tham tụng thì cũng phụ trách thêm một bộ nữa. Dạ. Là tham tụng thượng thư. À. Chính xác là như vậy. Dạ. Thì cái này là tôi nhầm. Dạ. Bởi vì cái này thì trong hai anh em tôi thì ông Minh ông ấy chính xác lắm. Nghiên cứu sử. Ông ấy còn là nhà nghiên cứu sử. Dạ. Và ông ấy cũng tự học. Và ông ấy phải nói là ông ấy học nó chắc. Dạ. Chứ còn tôi thì tôi nhớ là nhớ những cái khác thôi. Chứ chức tước của các cụ là tôi hay bị nhầm lẫn. Dạ. Đấy, vì tôi cũng không hiểu cái đó nó cặn kẽ lắm. Dạ. Đấy. Nhưng mà ngược lại thì những cái bài thơ, những bài thơ hay, những bài thơ dở thì là tôi nhớ rất kinh khủng. Mà xin thưa là cái này không phải là tôi tự học thuộc đâu, mà tự nó vào. Tức là cứ đọc một lần là nhớ luôn. Thậm chí đọc một lần là nhớ thôi. À. Ví dụ anh Hữu Thỉnh anh đọc cho tôi nghe một bài thơ của anh vừa viết xong. Anh đọc cho tôi từ những cái năm 76 ở Khương Hạ. Dạ. Anh đọc cho tôi một lần này. Thế mà tôi nhớ. Tôi nhớ sau này tôi cứ để ý không thấy cái bài thơ đó vào trong cái tập đồng nào của Hữu Thịnh. Tôi hỏi anh cái bài thơ đó thì anh quên mất rồi. Lúc đó tôi lại đọc cho anh nghe. Em ơi sao này bài thơ hay thế. Mà thế thì cậu chép ra cho mình đi. Thế là tôi lại lụi cụi tôi chép lại cho anh cái bài thơ ấy. Và gần đây thì anh ấy đưa vào trong cái tập gọi là ghi chú sau mây đấy. Thì anh nghe đề là chép theo trí nhớ của Trần Đăng Khoa. À như vậy là anh nhớ thay thơ cho cả đồng nghiệp luôn tôi đó. Tôi nhớ thay cho cả dạ. đồng nghiệp đó. Dạ. Ví dụ như thơ Khánh Chi, dạ. thơ Hoàng Dạ Thi, thơ Hoàng Hữu Nhân là sau này tôi dạ. tôi phục hồi cả cái thành một tập. Thậm chí đến cả Cẩm Thơ đấy cũng phải hỏi tôi về thơ của Cẩm Thơ. Đấy. Như thế mới biết là thậm chí dạ. kể cả những cái bài thơ dịch của Bằng Việt hay là kể cả những câu thơ rất buồn cười thì tôi cũng đọc một lần cái tôi nhớ ngay. Anh đọc một câu thơ buồn cười đi không cho nó đổi lắm. Không khí nhiều lắm đấy. Lát nữa rồi có thể chúng vui vui sau chạm về những dạ. nhiều lắm. Như vậy thì mới biết rằng là thật ra mỗi người có một bộ nhớ riêng. Có người thì nhớ thơ, có người thì nhớ sử, có người thì nhớ về khoa học chính trị vân vân, không sao cả. Mỗi chúng ta là một thế giới riêng. Và cái này cái phát hiện cái này là chính do bác Minh. Bác Trần Nhật Minh. Bác ấy nhắc dạ. và bác Minh là bác ấy nó tóm lại là trong hai anh em tôi đấy thì ông Minh cũng rất nghiêm túc. Ừ. Rất nghiêm túc và cái kiến thức của ông ấy nó bài bản. Đấy. Nghiêm cẩn. Và ông ấy là người không tào phào như tôi đâu. Tôi chỉ xin đơn cử một cái tình tiết này thôi.
thì được thấy hai anh em khác nhau như thế nào. Dạ. Đấy nhá, là cái hồi mà đại hội hội nhà văn ấy, cái hồi đại hội hội nhà văn thì trước đó có cái sự cố, nó có một cái ông nhà văn lên mà ông ấy đuổi cả một cái vị nhà văn ở chủ tịch đoàn đó, Dạ, xuống. đuổi xuống. Thế thì À. là rất là căng thẳng. À. Thế là chính vì thế mà không muốn có cái sự cố như thế. Dạ. Đấy. Mà đôi khi là mâu thuẫn nhau, cái này nó chỉ là cái vặt vãnh Cá ở đằng nhân. sau đó. Cá Dạ. nhân nó cũng chẳng có cái lỗi gì. Dạ. Thực sự là thế. Thế thì cho nên cái hôm mà khai mạc đại hội đấy, cái đại hội của Hội Nhà văn đấy, thì khi đó thì nhà thơ Hữu Thỉnh có giao cho tôi là điều hành cái hôm khai mạc. Cái hôm là hôm rất quan trọng. Lúc đấy là bác Hữu Thỉnh còn làm chủ tịch đúng Hồi đó bác Hữu Thỉnh đang là chủ tịch, không? Cách đây và chắc cái vài khóa năm rồi đó đấy. bác Hữu Thỉnh cũng là chủ tịch. Dạ. Thế thì Dạ. anh Hữu Thỉnh có giao cho tôi làm điều hành cái cuộc cái đại hội đó, Dạ. cái buổi khai mạc đó. Đấy. Thế thì hôm ấy đến dự rất đông. Hầu hết các lãnh đạo cao nhất của nước mình đều đến. Đấy. Thế thì hôm ấy là nhà thơ Nguyễn Hoa sau rất nhiều những thủ tục, thì anh Nguyễn Hoa anh có nên công bố, anh phụ trách tổ chức, anh ấy công bố cái danh sách mà đề cử vào ban chấp hành. Thì hồi bây giờ là đại hội Hội Nhà văn ấy, đại hội đại biểu chỉ có gần 500 đại biểu thôi, 400 bao nhiêu đấy, Dạ. 450 mấy đại biểu đấy. Thì anh Nguyễn Hòa đã lên công bố cái danh sách mà đề cử vào ban chấp hành do các hội viên họ đề cử ngay tại hội trường. Thì cuối cùng là đọc mãi, bởi vì hơn 300, giới thiệu hơn 300 người vào ban chấp hành. Đấy. Có 453 người hay sao đấy. Thế thì có đến hơn 300 đại biểu được được Đề giới cử. thiệu đề Dạ. cử vào ban chấp hành. Dạ. Thế thì sau khi mọi người vỗ tay thì tôi có đáp lễ, tôi có nói rằng là tôi chúc mừng hơn 300 bác là đã được anh chị em là tin cậy đấy, để gửi gắm bao nhiêu là niềm tin. Và nhân cơ đó tôi báo cáo đồng chí tổng bí thư và báo cáo các bác lãnh đạo là cái tiềm năng lãnh đạo của Hội Nhà văn chúng tôi rất dồi dào, nếu tập hợp thì đủ bằng một trung đoàn. Dạ. Và trong này thì có bốn bác đã mất và hai bác thì hiện nay đang làm liệt, thì đúng danh sách là thế, anh em giới thiệu ấy mà. Ôi rồi ôi, Thì giới thiệu bốn người đã mất. trong đó có bốn người đã mất rồi, Tức là lúc giới thiệu là không kiểm tra tình trạng sức không khỏe không của người kiểm tra, ta. cũng không Dạ. biết mà có kiểm tra hay không, hay là anh em nó đùa. À, hội nhà Thế văn là thì đôi khi nhiều trò, nhiều đôi chiêu khi lắm là họ cứ là đùa theo kiểu như là thế. văn Thế thì chương. trong đó có bốn bác đã mất và hai bác là nằm liệt giường, Ôi trời. trong đó có bác Tê Hành. Bác Tê Hành là mắt không nhìn cái gì là nằm liệt, bác Tê Hành nằm liệt đến đến gần chục năm đấy. Thế thì tôi nói như thế thì mọi người cười ồ lên. Thế và đồng chí tổng bí thư cũng cười, mọi người cười, và có đồng chí khách quý mà là trong ban lãnh đạo đấy, trong các đồng chí lãnh đạo là cười đến mức mà rơi cả cái biển ghi tên ấy, cái biển mà cài tên của khách quý đấy rơi cả xuống. Tôi phải xuống tôi nhặt và tôi đặt lên. Thế thì mọi người chỉ thấy vui vẻ thôi đấy, vì là thấy nó không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng ông anh tôi thì bực lắm, Ông Trần Nhuận Minh. chứng nhận mình và bực lắm. Và chú thế không được, chú có biết là chú đang nói với ai không? Chú đang nói với vua đấy. Đấy, chú không thể này khom khom đứng ở cái bàn chủ tịch đoàn mà chú nói được. Lẽ ra chú phải viết sẵn ra, ai cũng biết là chú có thể nói vo được, nhưng đây không phải chỗ nói vo, mà chú phải viết sẵn ra và chú lên cái bục chính ấy chú đọc. Đấy, chứ như thế này là chú không nghiêm túc.
Không, nhưng mà nếu đấy. nghiêm cẩn thế thì đã không phải là Trần Đăng Khoa. Ừ không, thì bác ấy như thế, bác ấy rất bực. Và bác ấy nói thế này, anh nói thật là hôm nay sẽ có rất nhiều người gạch tên chú đấy, bao gồm ban chấp hành đấy, và anh là người gạch chú đấy. Đấy, anh là người gạch chú đấy. Thế thì tôi, ôi rồi thế thì em cảm ơn bác Quang. Nhưng thực ra em có bầu em đâu. Em còn gạch Ừ, em còn gạch em em mà. Thế thì bác sáng nữa. suốt quá. Đấy, nhưng mà qua đó để thấy rằng là ông anh tôi là người rất là nghiêm túc. Khác tôi hoàn toàn. Rất nghiêm túc. Đấy. Ngay bác ấy nói chuyện với trẻ con ấy, bác cũng rất nghiêm túc. Bác nói về cái cần viết thế nào thì nó là cái thôi thúc nội tại, là cái đó tôi phải viết. Đấy, phải viết vì đó là cái mà chỉ có viết xong cái đó rồi thì tôi mới sống được yên ổn. Đấy, bác ấy rất nghiêm túc. Và cái điều đó thì cũng đúng, vì bác là người mà bác ấy nhìn nó rộng, bởi vì đứa trẻ nào rồi cũng thành người lớn. Đấy. Trong mỗi một đứa trẻ thì cũng có một người lớn đang hình thành. Thế thì bác ấy nói là bác nói cho cái đứa trẻ, đồng thời cũng cho cái người lớn Ở trong đứa đang hình trẻ. thành trong cái đứa trẻ đó. Bác rất nghiêm túc như thế. Nhưng mà tôi thì tôi có thể nói chuyện với trẻ em từ mẫu giáo cho đến các cụ lão thành, các cụ cao tuổi. Với các em trẻ em thì tôi cứ cũng lại rất là bông phèn rồi. Đấy, thì các cháu hôm nay các cháu biết bác Khoa rồi. Thế các cháu thấy bác Khoa giống cái gì? Có giống cái Chum không? Các em đồng không, và đúng rồi. Bác không giống cái Chum vì Chum nó không có chân. Thế bác Khoa có giống như là cái quả bưởi không? Em bảo không, có giống quả bóng không? Không. Đấy, mà thế thì đúng rồi, vì nó quả bóng cũng không có chân. Thế và bác tiết lộ một sự thật này nhé, là có một bạn bạn ấy đang học họa và rất mơ ước trở thành họa sĩ. Bạn ấy muốn bảo rằng là bác Khoa ơi, cháu muốn vẽ tặng bác một bức tranh mà vẽ chính bác. Thế bác gợi ý cho cháu xem là vẽ bác nên vẽ thế nào. Đấy, thì tôi có nói rằng là vẽ bác Khoa rất dễ. Các cháu vẽ vô cùng dễ mà bác không thể cãi được. Cháu cứ lấy compa cháu khoanh một vòng tròn. Thế là thành cái gì? Đấy, bảo thành củ khoai tây. Bảo đúng rồi, thành củ khoai tây. Sau đó cháu vẽ lên năm cái mộng. Một cái là gì? Bảo đầu. Hai cái là gì? Tay. Hai cái nữa là gì? Chân. Bảo thế đủ chưa? Bảo đủ rồi. Nhớ nhá, đủ nhá. Không vẽ thêm cái nữa nhá. Chứ nếu vẽ thêm cái nữa là bác chạy đấy. Bác không chịu trách nhiệm đâu. Thế là cười cười bỏ ra. Đấy, tôi là chỉ có Vui nhắm nhít theo cái kiểu vẻ đó thôi. Đi đâu vui. Nhưng mà ông anh và tôi nghiêm túc lắm. thế mới biết Đấy. là trong gia đình đôi khi là cùng sinh ra từ một bố một mẹ nhưng mà luôn có những cá tính khác nhau, và Đó. thật ra phải khác nhau mới hay chứ giống nhau thì chán lắm. Bây giờ thì em sẽ trở lại với những câu hỏi của khán giả. Rồi. Thì có một câu hỏi đầu tiên thì chắc là cũng hỏi anh câu dễ dễ thôi đấy, một câu nó cũng dễ thôi. Câu hỏi này của một cụ tên là Bùi Thị Hợi, 84 tuổi, ở Hưng Yên. Cụ nói thế này: tôi rất thích chương trình của nhà thơ và cho tôi xin hỏi bài thơ viết về Nixon tìm ở đâu, có văn bản nào để đọc lại không? À, thưa quý vị, ở tập số 6 đó, tức là tập trước, thì nhà thơ Trần Đăng Khoa có đọc một bài thơ về Nixon. Thì chắc là cụ, ôi trời ơi, cụ 84 tuổi Vâng. mà xem chương trình này và Vâng. cụ hỏi thế là xúc động lắm. Vâng. Anh có thể trả lời cụ được không? À, cái bài thơ mà lời một bạn gái 12 tuổi đấy thì nằm hết trong các tập thơ của tôi. Cái đó tìm không khó. Góc sân và khoảng trời Nhưng có. mà lần trước thì tôi có đọc trích cái bài này. À. Thế nhưng mà để giới thiệu về cái việc mình viết cái này đấy, thì tôi có đọc cả một số những cái bài thơ của Nga để muốn giới thiệu cho bạn đọc biết rằng là đấy, tôi chỉ có một cái phép thôi, là nhờ đọc nhiều sách. Đấy, cụ Đỗ Phủ nói là đọc sách vỡ muôn quyển và hạ bút như có thần. Để viết được thì phải đọc rất nhiều sách. Chứ hồi đó tôi có biết gì về nước Nga đâu. Tôi đang là học sinh lớp 7 mà. Đâu có hiểu gì đã đặt chân đến nước Nga đâu.
chỉ đọc sách và tưởng tượng. Mà viết về em bé Tai Nha này thì lại phải có cái văn hóa Nga, có cái những cái không gian của Nga. Đấy. Cái gọi là cái môi trường đấy, cái bầu khí quyển của Nga. Thành ra tôi có đọc một loạt bài thơ của Pushkin do bản dịch của Thúy Toàn này. Dạ. Tôi đọc cái đó để dẫn đến một cái đoạn mà tôi viết trong bài thơ. Thế nhưng mà trong cái số 6 vừa rồi thì tôi lại không trích cái đoạn đấy. À. Tôi lại không trích. Tức là chưa đọc hết, chưa đọc cái đoạn đó. Tôi lại không trích cái đoạn đó là tôi ngủ ngót 30 năm. Đây là lời của cô bé nhé. Tai Nha. Lời của Tai Nha. Tôi ngủ ngót 30 năm dưới bóng bạch dương. Trong khúc dân ca có cơn gió mùa đông và cỗ xe tạm mã. Viên đạn Hitler bắn tôi đã thành gì ghét rồi. Hôm nay Nixon đến khóc. Đấy. Và ý nghĩa hắn chạy từ đầu đến chân, từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi được biết nếu ông là Hitler, ông sẽ thiêu mày không còn gì mà chôn hết, tức là còn ác hơn cả Hitler. Đấy. Thế thì cái bài thơ này thì tôi viết là trong cái hoàn cảnh đó. Cũng có người nói rằng là trong tình hình như thế mà viết về tổng thống mà Nixon mà viết như vậy thì có nên không. Nhưng mà tôi xin thưa là phải đặt trong hoàn cảnh của nó. Phải đặt trong những năm tháng ấy. Những năm tháng mà Nixon tuyên bố sẽ đẩy miền Bắc về thời kỳ đồ đá. Dạ. Và phải nói rằng là những năm ấy rất rất khủng khiếp. Căn nhà của tôi rung chuyển lên vì cái tiếng bom thảm sát ở Hà Nội và Hải Phòng. Đấy. Yeah. Và cũng chính năm ấy, cũng chính cái đêm ấy, cái đêm không ngủ ấy, phải nói là cả nước không ngủ. Vì là tiếng bom cứ rùng rùng như động đất ấy. Nhà tôi như động đất suốt đêm. Và nhìn cái quầng lửa ở phía Hà Nội, ở phía Hải Phòng, cầu Thượng Lý. Đấy. Thì nó rất khủng khiếp. Sục sôi. Và thỉnh thoảng đấy, thì cái căn nhà của tôi lại nhoàng lên trong cái vệt tên lửa bay qua để về chi viện cho Hà Nội. Và tại đêm đấy thì tôi đã thắp đèn, cái ngọn đèn dầu ấy, che bằng cái lá khoai để tôi viết cả một cái trường ca trừng phạt dưỡng cái cảnh mà âm ti địa ngục ấy. Của những cái người mà đi đòi đầu, đòi tay, đòi ở dưới âm phủ. Dưới âm phủ. Đấy. Và trong đó có cái câu mà đường âm ti cỏ hoa sơ sát đấy. 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 Rồi giọt mưa rơi sùi sụt dầu dầu. Gió đâu hãy nói cho ta rõ. Nước Mỹ cách ta muôn trùng sóng vỗ. Ta yêu sông Mississippi của các ngươi. Như yêu sông Hồng của ta nhẫn nước bốn phương trời. Không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ ta nghĩ đến việc ném bom nước Mỹ. Đấy, thì đấy là như vậy. Cái bối cảnh nó cái như bối vậy. Cái bối cảnh nó như thế. Em hiểu. Đấy, nó bối cảnh như thế. Tức là ta phải đặt văn bản vào bối cảnh ra đời của nó. Bối cảnh nó như vậy. Và năm ấy thì nó là rất kinh hoàng là cả cái dãy phố Khâm Thiên là bị san phẳng. Năm 72. Năm 72. Dạ. Và đặc biệt là cái này không thể tha thứ được là cả cái bệnh viện Bạch Mai bị sản phẩm. Đến mức mà nhà văn Nguyễn Tuân ấy, là ông phải chống ba toang để vượt qua những cái đống gạch vỡ như thế để đến bệnh viện Bạch Mai giữa thị xác, trong cái khi mà nát không còn một cái cánh cửa nào nguyên vẹn cả. Gần như là bị hủy diệt cả bệnh viện. Mà đánh vào bệnh viện là tàn bạo vô cùng. Đấy. Cho nên cũng chính những năm ấy mà một người mà có thể nói tinh tế như là Xuân Diệu. Mà ông phải viết một cái câu thơ cũng rất lạ. So với cái phong cách, cái giọng, của, phong cách của Xuân Diệu. Thằng giặc Mỹ mày lăng loàn tàn ác như thế thì không còn coi rời đất là gì nữa à. Không thành thơ, không giống thơ. Đấy, câu như thế. Y như là một bà nhà quê mà chửi đúng rồi. Cả. Thằng giặc Mỹ mày năng loạn tàn ác như thế thì không còn coi rời đất là gì nữa à. Nhưng mà cái bối cảnh thì nó vậy.
Đấy, cái bối cảnh nó như thế. Dạ, em hiểu. Chúng ta phải đặt trong cái hoàn cảnh ấy thì được, chúng ta mới hiểu được. Dạ. Chứ không bây giờ thì sẽ thấy là sao ngày xưa lại như thế. Dạ. Sao lúc ấy lại như thế. Lại viết những câu như thế. Bom Mỹ ném như thế mà đến mức mà ông Đặng Văn Mâu ấy. Dạ. Ông Đặng Văn Mâu nó có mấy đứa con thì chết cả. Cho nên là bác ấy tự dưng chỉ là một bác thợ điện bình thường thôi. Bác ấy trở thành nhà thơ, viết một bài thơ khóc con. Đến mức mà nhà thơ Tố Hữu còn đến thăm bác cơ mà. Báo Nhân Dân còn in cái bài thơ đó của bác Đặng Văn Mâu cơ mà. Bác Đặng Văn Mâu này là ở cái thị trấn Gia Lâm. À. Chứ không phải là trong nội thành Hà Nội đâu. Hồi đó là Gia Lâm là ngoại thành. Dạ. Thế thì cũng đã viết một cái bài thơ khóc con rồi. Mà Báo Nhân Dân in là nói. Đấy. Thế cho nên là những năm ấy là những năm mà có thể nói là rất đặc biệt. Và như vậy là nếu như muốn tìm bài thơ này thì cụ Nguyễn Bùi Thị Hợi có thể tìm ở tất cả các tập thơ của anh. Đúng rồi. Đúng không ạ? Cũng không thậm khó khăn là gì. Xin cụ cứ vào Google đấy, ngõ search đấy. Và là Trần Đăng Khoa, bài thơ Lời Bạn Gái 12 Tuổi. Lời Bạn Gái 12 Tuổi. Thì sẽ có ngay. Dạ. Rất là cảm ơn cụ vì cụ đã quan tâm đến cái bài thơ này. Câu hỏi thứ hai em trích ra ở đây là của một bạn là Nhị Hà ở California. Nhưng mà cái câu này thì anh cũng chưa hỏi, nhưng mà cái ý trả lời vừa rồi của anh là trả lời rồi. Vâng. Bạn Nhị Hà hỏi như thế này: tại sao ông Khoa lại chữa câu thơ ngu xuẩn nhất nhì là Tổng thống Mỹ? Nó làm mất tính lịch sử. Chả nhẽ sau này người ta lại chữa lại lịch sử ư? Thì chắc là anh cũng vừa trả lời rồi. Không, tức là cái bối cảnh này, đó. Cái bối cảnh ấy. Dạ. Và thực ra thì thế này phải đặt trong hoàn cảnh các. Dạ. Ví dụ như lịch sử là của cái năm 72 mà chống cái chiến tranh phá hoại bằng không quân bằng B-52 ấy. Dạ. Thì đấy là bài Lời Bạn Gái 12 Tuổi. Đấy. Trước đó tôi còn có mấy bài nữa. Dạ. Là Âm Thanh Xô Đến Bản Em Học, là tiếng bom B-52 thảm sát Hải Phòng, tiếng pháo nã vào tên lửa miền Trung và tiếng rocket bắn xuống Hồ Hoàn Kiếm. Nua vàng chín giữa cánh chim triển triện trời quê hương đang hóa thành thơ. Yeah. Chùm chùm bom lao xuống bất ngờ và giặc Mỹ thích giết người vào lúc trời đẹp nhất. Những bao năm tháng oai hùng và khốc liệt chưa bao giờ em nói được bằng thơ. Và cuối cùng là tôi đã nói là sau này nếu các anh gặp em đấy, không phải trên góc sân nhà ngồi ngắm trăng lên mà trong cứ điểm diệt thù mà đồn thù tan rã thì điều ấy chắc là và sau này đúng như thế. Sau này vừa lớp 10 mà cái là tôi đã vào lính luôn. Đấy, này y như cái bài thơ thư thơ mà gửi các anh bộ đội mà tôi viết trong những cái đêm mà Hà Nội không ngủ như thế. Thế còn cái bài mà ngu xuẩn nhất nhì là thế này này, là cái hồi đó tôi cho là cũng không có gì sai cả, mà cái này tôi cũng đã nói rồi, nói tập trước rồi. Bởi vì thế này, nếu ông Nixon mà ném bom cái bệnh viện Bạch Mai là dở hơi rồi. Vì đấy đâu phải là khu quân sự. Ném bom cái khu phố Khâm Thiên, khu phố của những người dân nghèo, người dân lao động. Trước đây là nơi của các cô hát Ả Đào đấy. Cái khu này là khu văn hóa của Việt Nam, khu của những người lao động đấy. Thì cái đó đâu có phải là thông minh đâu. Và nếu như mà ông Nixon thông minh thì người Mỹ đã không hạ ông ấy nữa giữa đường. Chính ông ấy cũng không trọn vẹn được cả vụ Watergate. Watergate nghe trộm điện thoại. Thế cho nên là cái câu ấy không có gì là tôi phải ân hận cả. Nhưng mà tôi phải chữa là vì nó không hợp trong không khí của toàn bài. Anh nói tập bài trước rồi. Toàn, vâng. Nó bài toàn run rế thôi. Toàn đồng dao. Tự dưng lại thêm Tổng thống Mỹ. Là nó lạc. Là. Cho nên tôi mới sửa. Dạ. Như thế thôi. Và cái này thì có lẽ là quý vị khán giả này cũng có thể xem lại tập trước. Anh Khoa cũng có nói rất rõ là trong một cái không khí đồng dao mà đưa Tổng thống Mỹ vào thì bây giờ đọc lại thấy nó không hợp. Đúng thế. Bỏ thôi. Đúng thế. Cái này thì anh cũng đã nói rồi. Ừ. Bây giờ thì đây câu này thì cũng hay này. Một bạn đọc có nói rằng là xin nhắc nhà thông Thái. Là Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước là năm 1966, ngày 17 tháng 7, chứ không phải là năm 67. Tức là cách đây hình như hai tập anh còn nói là Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ, đúng không? Đúng rồi. Là năm 67, cái này chắc nhầm một chút. Đúng rồi, cái này là tôi đã nhầm. Dạ.
vì cả cái lời kêu gọi Trung Mỹ cứu nước của Dạ. bác thì tôi thuộc. Và lần trước trong cái tập trước thì tôi cũng đã đọc Một đoạn. một đoạn đấy. Dạ. Thế nhưng mà cái ngày thì tôi lại nhầm là năm 67, thực Dạ. ra là năm 66, Dạ. 17 tháng 7 năm 1966. Cái này thì tôi rất là cảm ơn một bạn đọc Giấu tên ạ, đã, không nói rõ bạn tên. ấy Dạ. giấu tên, Dạ. thì bạn ấy đã nói như thế và cái này rất chính xác. Và xin thưa với Khán vị Thượng giả. Đế rất đặc biệt này, Dạ. là nếu mà chúng tôi mà là nhà thông thái thì bác là đại thông thái, vì chính bác đã nhắc nhở cái sơ suất của chúng tôi. Dạ. Và Ở đây cũng xin nói thêm là hai anh em chúng tôi ngồi nói chuyện ngẫu hứng, ngẫu nhiên và không có cái giấy tờ gì cả. Cho nên là thi thoảng anh Khoa nhớ nhầm năm, nhầm ngày thì chắc là nó cũng hiểu được thôi. Chứ cũng không có cái gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà chúng ta phải nói lại như thế này để cho nó chính xác một chút đúng những cái rồi, thông đúng tin rồi, về lịch sử. đúng rồi. À, lúc nãy thì anh Khoa còn nói rằng là nhà văn Nguyễn Tuân chống cái ba tong để đến bệnh viện Bạch Mai. Mà nếu em nhớ không nhầm là hồi đó Nguyễn Tuân còn có một cái loạt ký là Hà Nội đánh Mỹ giỏi hay cái gì đó. Đúng rồi. Đúng không anh? Hà Nội giải tù binh Mỹ Đó. qua Hà Nội. Đó. Thế thì hồi đó có những người này nói với cụ Nguyễn Tuân là tại sao lại Hà Nội lại giải tù binh Mỹ qua Hà Nội? Dạ. Thế sao không cắt một chữ đi? Hà Nội giải tù binh Mỹ hoặc là giải tù binh Mỹ qua Qua Hà Hà Nội. Nội. Nhưng mà cụ Nguyễn Tuân mắng luôn. Thế thì Hà Nội giải tù binh Mỹ thì giải tù binh Mỹ ở đâu? Đấy. Thế và đây là Hà Nội giải tù binh Mỹ nhưng Qua Hà đây Nội. là qua Hà Nội. Đấy, thì đây là ở tại đất Hà Nội. Thì cụ Nguyễn Tuân vốn là người rất kỹ về chữ. Dạ. Đấy. Em nói về Nguyễn Tuân là bởi vì có một bạn đọc hỏi đây. Đó là một người tên là Kiều Hạnh. Vâng. Kiều Hạnh này thì chắc là một khán giả nữ. Rồi. Chắc là nữ. Thì hỏi rằng là ông Khoa có rất nhiều kỷ niệm với các nhà văn. À, buổi trước thì anh Khoa có nói kỷ niệm với Xuân Diệu này, với Phạm Hổ này, với Định Hải này, với Tố Hữu này. Và kể cả nhà thơ Bulgari lẫn Cuba. Rồi. Thì khán giả hỏi rằng là vậy ông Khoa có kỷ niệm nào với cụ Nguyễn Tuân không? Chắc là khán giả Kiều Hạnh là fan hâm mộ của cụ Nguyễn Tuân đây. Tôi cũng là fan hâm mộ của cụ Nguyễn Tuân. À thế Vì ạ. tôi có Dạ. thể nói rằng là cụ Nguyễn Tuân là một cái pha đặc biệt của văn học mình. Vì cả đời ông cụ chỉ viết ký. Và chuyện ngắn. Không có chuyện ngắn, Dạ nhiều và chuyện chuyện ngắn. ngắn rất ít. Dạ. Chuyện ngắn cụ viết ít lắm. Dạ. Còn cụ viết ký. Cụ viết ký và cụ viết nghiên cứu nữa. Xin thưa là Nguyễn Tuân còn là một nhà nghiên cứu đặc sắc. Ông có một cái cuốn gọi là Chuyện nghề, toàn viết về các nhà văn và công việc bếp núc. Và ông nghiên cứu rất nhiều những tác giả lớn, trong đó có Tú Xương. Và ông có bài gọi là Thời và thơ Tú Xương, rất đặc sắc. Bài ông viết đến gần 50 trang ấy. Nó ra cả cái thời của cụ Tú Xương, ra cả cái thành phố mà cụ sống, và ra cả cái tài của cụ nữa. Và cái đó rất giỏi. Đấy, rất giỏi. Dạ. Thế và Nguyễn Tuân ấy, trong đó cụ có nhắc đến cái bài Sông Lốc. Cái bài Sông Sông Lốc kia dày đã lên đồng. thì cụ Nguyễn Tuân cụ phân tích cũng tài lắm ấy. Cụ bảo thế này, sông kia giờ đã lên đồng, chỗ làm nhà cửa, Chỗ chỗ trồng ngô trồng khoai. ngô khoai. Thì hai câu này không phải thơ. Chính ông Nguyễn Tuân ấy nói thẳng, hai câu này không phải là thơ. Dạ. Nó chỉ là thông tấn thôi. Dạ. Và nửa đêm thì Vẳng vẳng nghe nghe tiếng tiếng ếch ếch bên bên tai tai, và giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò, ngỡ thì kinh tưởng khủng. tiếng ai gọi Thì đò. bài thơ kinh khủng, tôi có thể nói Dạ. như thế. Đây là một trong những bài thơ kỳ vĩ của văn học Việt Nam. Đấy, mà hai câu đầu đúng như cụ Nguyễn Tuân nói. Đấy là hai câu không phải thơ. Nhưng mà đến cái câu cuối thì nó cứu toàn bộ bốn cái câu này trở thành một bài thơ đặc sắc. Tuy nhiên trong này có hai chữ tôi cũng không không được thích lắm. Đấy là vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Vì đang vẳng nghe thì chả bên tai thì còn cái gì. Nghe là nghe bằng tai chứ. Thế và tôi rất mong là giá như hai chữ ấy để cụ dành ra để cụ tả cái đêm đó như thế nào, tả cái ấn tượng nó như thế nào thì hay hơn.
Và tôi có đưa cái câu cái ý nghĩ đó của mình ra trong một bài viết ở cuốn Hậu Truyện Thượng Đế, thì cũng rất nhiều nhà thơ, nhiều bậc cao thủ cũng đã xông vào để mà biên tập cho cụ, nhưng mà thực ra chả có ai biên tập được. Đấy, có một nhà thơ cũng rất nổi tiếng, kia một nhà phê bình cũng rất nổi tiếng, thì ông bảo là vẳng nghe tiếng ếch ban mai, thì câu này làm hỏng toàn bộ bài thơ đi, vì cái gọi đò là gọi đò đêm, chứ nếu ban mai thì cần gì phải một tiếng gọi đò, và ban mai người ta nhìn thấy rồi, trông lên bên kia là ấy rồi, trông lên là đò có thể sáng đón rồi, họ đưa cái nón lên vẫy là xong, đưa bàn tay lên vẫy là xong rồi, việc gì phải cần đến một tiếng gọi. Đấy, thế thành ra là đây là tiếng gọi đò đêm thì nó mới gọi. Đấy, thế nhưng nhiều người chữa cũng lại không ổn. Tôi cũng đưa ra một Phương một án cái phương án dạ. là vẳng nghe tiếng ếch cửa ngoài, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Thì câu này cũng được. Đấy, câu này cũng được. Đấy. Thế nhưng mà thực ra là chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai thì Cửa cũng rồi là cửa ngoài rồi. dạ. Đấy, chỗ làm nhà cửa rồi. Cho nên là vẫn phải lấy cái câu của cụ Tú Xương thôi. Đấy, thế thành ra là có những cái câu thơ thực ra là nó không phải là nó hoàn thiện, nhưng mà nó vẫn rất hay, cũng giống như là một cái răng khểnh của một người con gái đẹp ấy. Cái răng khểnh là cái lỗi chứ. Thế nhiều đôi khi vì cái lỗi đó, vì cái răng khểnh ấy lại làm cho người ta nhớ cả gương mặt ấy. Nhưng mà Mà nó như anh thế. vừa nói rằng là Nguyễn Tuân đã viết về cụ Tú Xương rất là hay. Đúng rồi. Thế còn cá nhân anh đi, khán giả hỏi rằng là anh có kỷ niệm cụ thể nào cá nhân anh với cụ Nguyễn Tuân không? Tôi thì khi cụ Nguyễn Tuân mất thì tôi đã ở nước Nga. Thành ra là kỷ niệm riêng về cụ thì tôi không có. Thế nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm rất sâu sắc với cụ Nguyễn Tuân. Vì cụ Nguyễn Tuân là một, có thể nói là bậc thầy về chữ. Đấy. Và cụ, cái tài của cụ là thế này này. Là cụ viết một cái thể ký. Ký là cái dạng mà Phan Đăng cũng là nhà văn, nhà báo, Phan Đăng biết rồi. Nó là cái thứ, một cái dạng ký, nó là dạng nửa văn, nửa báo. Nằm giữa báo chí và văn Nó chương. nằm giữa báo chí và văn chương. Nhưng nó nghiêng về phía báo. Thế nhưng đây ông cụ chỉ có viết ký thôi mà thành một nhà văn lớn. Thì Đặc đây biệt chỉ ông cụ làm được thôi. độc đáo. Đấy là ông cụ làm được cái điều đó. Thì cái ấy đã là cái tài rồi. Còn sau Cho này nên sau là này thì là Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tường, Hoàng Phủ Ngọc thì Tường. cụ có khen là văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có rất nhiều ánh lửa. Thế nhưng mà cụ Nguyễn Tuân là người thợ chữ, phải nói là chữ rất siêu đẳng. Thế thì nó có một chuyện thế này, nó rất vui thế này này. Là nhà văn Xuân Đức có kể với tôi là khi anh là học trò của cụ Nguyễn Tuân ấy, cụ đến cụ dạy về viết ký, thì có một cái ông nhà văn cũng rất có tên tuổi, thôi tôi không nhắc lại làm gì, thì ông viết một cái bài ký cũng rất dài về tuyến lửa, ông đưa cho cụ Nguyễn đọc, rất muốn là thôi thầy đọc cho, thầy lé mắt đến, đấy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cụ Nguyễn Tuân đọc, và đọc xong cụ à, mày viết cái gì đấy? Cụ nói ngay ở giữa lớp ấy, và đây là do Xuân Đức kể lại với tôi. Mày viết cái gì? Tao thấy mày viết cái gì? Mà chả thấy, tao chả thấy có một chữ nào cả. Viết đến 30 trang mà Không không có có một một chữ chữ nào. nào. Không có một chữ nào. Tức là cái cách nhận xét cũng rất Nguyễn Tuân Ừ đấy, đấy rất Nguyễn Tuân. nhỉ. Nghĩa là nó phải có chữ. Và chính chữ cái mà sau này là một nhà văn, một một nhà thơ là cụ Lê Đạt đấy, Phu chữ. cụ là nhà văn là phu chữ, và cụ bỏ chữ bầu lên lên nhà thơ. Tất nhiên theo tôi thì cũng không phải chữ bầu lên nhà thơ đâu, mà là thơ mới bầu lên nhà thơ. Nhưng mà chữ là chữ nào mà nó đặt đúng thì nó tuyệt vời.
tôi nhắc lại một cái kỷ niệm thế này nè. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cụ Nguyễn Tuân. Thì Hội Nhà văn có tổ chức một cái hội thảo về cụ. Thì anh Hữu Thỉnh có viết một cái đề dẫn. Anh ấy viết kỹ và viết hay lắm. Anh ấy nhờ tôi đọc. Vì Hữu Thỉnh thì bao giờ anh ấy cũng hay nhờ tôi đọc. Để góp ý đúng không? Để góp ý. Và trước đây thì tôi cũng nói rất là thật với anh Hữu Thỉnh. Thì trong đó có một chi tiết anh ấy kể về Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân đến thăm một cái tên phi công Mỹ. Thực ra đấy chính là John McCain đấy. À, hồi đó là phi công Mỹ mà rơi ở Hồ Trúc Bạch ấy. Thế thì cụ có đến thăm John McCain. Thì khi đó thì John McCain có hỏi xin cụ một điếu thuốc. Đấy. Thế thì ông có đưa cái điếu thuốc Điện Biên cho John McCain. Và ông ấy có một câu là tôi cắm một điếu thuốc Điện Biên. Tôi cắm một điếu thuốc Điện Biên vào giữa mồm thằng giặc. Đấy, Hữu Thỉnh là trích đúng như thế. Thì tôi đọc xong tôi bảo ô anh ạ, cái câu này rất hay nhưng mà hình như không phải của Nguyễn Tuân. Vì nếu thế này thì bình thường. Cắm một điếu thuốc Điện Biên vào giữa mồm thằng giặc thì bình thường lắm. Và như thế là không phải chữ của ông cụ. Đấy. Mà chữ của ông cụ phải khác. Bỏ chữ điếu thuốc đi. Bỏ đúng. Bỏ chữ điếu thuốc đi. Bỏ điếu thuốc đi. Tôi cắm một Điện Biên vào giữa mặt thằng giặc. Chính xác. Thế mới thì đấy mới là Nguyễn Tuân. Dạ. Và trước đó để đưa được ra cái câu này thì phải có sự chuẩn bị. Chứ không người ta không hiểu thế nào là. Tại sao nên Điện Biên ở đấy? Thế nào để người ta hiểu đây là điếu thuốc Điện Biên? Nhưng người ta không hiểu đây là địa danh lịch sử của Điện Biên, nơi ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Đấy, thế thì trước đó phải là để cho vị phi công đó xin một điếu thuốc. Thế rồi sau đó ông ấy tôi cắp một Điện Biên vào giữa mặt thằng giặc. Thì hay vô cùng. Đấy, tôi đúng nói thế. Nguyễn Tuân. Thì tôi bảo thế mới đúng là Nguyễn Tuân. Thì anh Thỉnh sướng quá bảo đúng rồi, cái này đúng đúng đúng, cậu nói nó đúng. Thế là anh ấy chữa như thế. Chữa như thế và cả tôi và anh Thỉnh đều đinh ninh đấy là Nguyễn Tuân. Thế nhưng sau này đến khi mà tôi lục lại trong cái tập ký của Nguyễn Tuân thì không phải. À cũng vẫn chưa chính xác. Đây là tôi nhớ nhầm. Ồ. Tôi nhớ nhầm. Hoặc là tôi nghĩ ra thế. Tôi nhớ nhầm như thế. Chứ không phải mà Nguyễn Tuân là tôi cắm một điếu thuốc Điện Biên vào giữa mồm thằng giặc. À, Nguyễn Tuân là điếu thuốc, có chữ điếu thuốc. Có chữ điếu thuốc. À. Thì đấy là Nguyễn Tuân là như vậy. Okay. Thế cho nên là trong văn chương nó vui lắm. Anh Thỉnh là anh cũng rất hay nhờ tôi đọc. Tôi lấy ví dụ như anh có bài thơ cũng rất là hay. Ví dụ như là nếu em về đường sông, gió sẽ thôi than thở các bến đỏ. Nếu em về máy bay, con chim xanh sẽ cùng em trở lại. Thế tôi bảo là sao anh lại dùng máy bay, chữ máy bay vào đây nó hiện đại quá, nó thô quá. Mà tại sao anh lại không dùng chữ đường mây? Đường thế mây. Hữu Thỉnh bảo ôi dồi ôi, sao mà mày có chữ hay thế? Chữ này tuyệt vời. Nếu em về đường sông, gió sẽ thôi than thở các bên đỏ. Nếu em về đường mây, con chim xanh sẽ cùng em trở lại. Thế thì ông Hữu Thỉnh cứ khen tôi. Nhưng mà thực ra có phải là tôi đâu. Đây là chữ của cụ Nguyễn Du. Trong Kiều ấy, chữ của cụ Nguyễn Du. Mà cái tác phẩm của Nguyễn Du kỳ lạ đến thế này này. Người ta cứ mang ra người ta bói. Và xin thưa với Phan Đăng là nó linh đến ghê gớm. Kinh khủng đấy. Đặc biệt là những tình ái, những khuất khúc, những số phận. Thì phải nói là linh ứng một cách kỳ lạ. Có thể nói như vậy. Thế thì tôi có một cái bà chị quen là chị Phúc. Chị Bùi Thị Phúc. Chị này vốn là một cô giáo dạy cấp 3 ở Hải Phòng. Kiêm bí thư đảng ủy. Sau này bà cũng sang
xuất khẩu lao động như Hoàng Hữu Nhân ấy. Thế và chị thì không biết tiếng, cho nhờ tôi dẫn ra sân bay để về phép. Thế thì hôm ấy tôi đã chuẩn bị, tôi đưa chị đi và thuê taxi rồi. Taxi thì nổi nhìn ở dưới nhà, và taxi hồi đó nó đắt lắm chứ cũng không, không rẻ đâu. Thế nhưng mà tôi đến, tôi chờ chị thì đến khi taxi chờ ở dưới mà chị này bây giờ cần phải ra sân bay. Thế mà khổ, chị phải bói cùng với Du đó. Đấy. Mở kiều ra. Mở kiều không, chị bói, mà lại bói oai oăm thế này này. Chị phải thắp cho tàn một nén hương. Xong là tàn nén hương thì chị phải đi tắm. Tắm để nó sạch sẽ, tinh tương, thơm tho rồi. Sức nước hoa, thơm tho rồi. Thì cụ mới, chị mới lật cái câu kiều này. Tôi thấy sốt ruột quá. Tôi bảo chị ơi, chị yêu cụ Nguyễn Du, em cũng yêu cụ Nguyễn Du. Nhưng chị yêu cụ Nguyễn Du không bằng em đâu. Em thuộc cụ Nguyễn Du từ khi em có 8 tuổi thôi. Đấy, và chị yên tâm là bói cụ Nguyễn Du rất linh. Nhưng có những cái cụ Nguyễn Du không biết. Ví dụ như máy bay. Thì ngày xưa là cụ đi xe ngựa, đi bộ. Vó câu khóc khảnh là bánh xe gập ghềnh, cụ đi xe ngựa thôi. Là đoàn trước đoàn sau một đoàn đấy, thì là cụ là đi ngựa. Chứ thời cụ đã làm gì có máy bay mà chị đi máy bay. Thế thì chị bảo là chú đừng có hỗn với cụ, chú còn mắng tôi thế nhá, cái gì mà cụ không biết. Thế là chị thắp hương, còn lại sư Tử Hải, vãi giáp duyên, rồi duyên tiên thị kiều, rồi vân vân, cho con một quẻ. Lệ vua Tử Hải chứ, lệ vua Tử Hải, lại vãi giáp duyên, rồi tiên thị kiều, rồi vân vân, cho con một cái gái tay trái, gái tay phải. Cụ chị lật là tay phải nên, thì Phan Đăng biết câu nào không? Em đoán nhé. Tự nhiên em muốn đoán. Em tự nhiên nhớ đến một câu là dìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Câu này rất hay. Dạ. Nhưng mà câu này để người yêu nói với người yêu. Đúng rồi. Chàng trai nói với cô gái là thôi chia tay nhau để hãy giữ gìn. Em hãy giữ gìn em cho anh. Lúc kim trong ký kiều. Vì em là đó. Tài sản của anh. Dạ. Anh chỉ có, đời anh chỉ có một cái tài sản đáng giá, nó chính em thôi. Dìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Câu rất hay nhưng nó nằm hoàn cảnh ấy. Còn đây là đi máy bay cơ mà. À, đi máy bay. Ừ, khó đi về nước cơ mà. Thế Phan Đăng biết câu nào không? Câu nào ạ? Cửa trời đã mở đường mây. À, trời ơi. Kinh khủng không? Mà ra đúng câu đó. Cửa trời đã mở đường mây. Thì có đúng là máy bay không? Đúng rồi. Máy bay 100% luôn. Và theo tôi đây là câu hay nhất viết về hàng không. Đấy, nếu cần chọn một câu thơ hay nhất viết về hàng không thì chính là cụ Nguyễn Du. Cụ đã làm cho tặng hàng không một câu thơ có thể là hay nhất, hay tuyệt vời đấy. Mà Việt Nam Airlines lại chưa biết để sử dụng. Ừ. Đấy, Việt Nam Airlines là hoàn toàn không biết. Hôm nay là lãnh đạo Việt Nam Airlines xem chương trình của mình. Ừ, cửa trời đã mở đường mây. Câu thơ nó đẹp biết bao nhiêu nào. Và từ cái chữ đường mây đó, anh mới góp ý cho bác Hữu Thỉnh là đúng từ rồi. Cái tích này. Tích này thì là... anh Thỉnh không biết rằng cái câu thơ ấy chính là câu của cụ Nguyễn Du. Chữ ấy là chữ của cụ Nguyễn Du, chứ không phải chữ của tôi. Thế cho nên là cái kỳ diệu như thế. Còn cái câu kia là câu mà tôi tưởng thế, nhưng mà thực ra này không phải Nguyễn Tuân như thế. Cho nên là vậy. trong khi thơ ca nó lạ thế này này, đôi khi cái nhầm lại hay. Đúng rồi ạ. Em hiểu không? Có khi cho nên cái câu thơ mà cụ Xuân Diệu cụ chữa cho tôi ấy, mà tôi cứ nghi hoặc là không biết có phải cụ chữa thật không, hay là viết nhầm, hay là cụ viết nhầm. Yeah. Là nghĩ gì ông vẫn ngồi yên lưng đền. Đấy, nghĩ gì ông vẫn ngồi yên lưng đèn. Viết về bụt. Cái câu rất hay. Chính vì thế cho nên là, chữ nghĩa là có những cái câu khác. Ví dụ như cũng viết nhầm nhưng lại rất hay. Ví dụ như là Huy Cận có bài Đoàn Thuyền Đánh Cá đấy. Dạ. Thì ông có một câu thơ, ông tả cái đuôi cá.
Nó viết là cái đuôi én quẫy trăng vàng chóe, đêm thở sao lùa nước Hạ Long. Thì cái đuôi én là cái đuôi con cá, nó giống như cái đuôi con chim én ấy. Thì câu ấy rất bình thường. Nhưng mà tòa báo in nhầm thành cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe, đêm thở sao lùa nước Hạ Long. Thì hay vô cùng. Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe thì lại rất hay. Dạ. Đấy nhá. Thế hay còn có một câu nữa của Quang Dũng. Đấy. Sáo diều khuya khoắt, thổi đêm trăng. Thổi đêm trăng. Nguyên bản là thế. Nhưng có người người ta lại nhớ nhầm. Thì ra sáo diều khuya khoắt, thổi lên trăng. À, lên trăng hay hơn. Thì hay vô đúng cùng. Rồi. Đúng không? Thổi lên trăng. Cái tiếng sáo diều ấy, nó thổi lên trên cái vầng trăng ấy. Tiếng sáo thổi lên vầng trăng. Thì hay vô cùng. Chứ nó sáo diều khuya khoắt, thổi đêm trăng. Thì chỉ là một câu thơ mang tính thông tấn thôi. Tức là đêm trăng người ta thả diều sáo. Thế thôi. Nhưng tiếng sáo diều thổi cái tiếng sáo ấy lên trên vầng trăng. Thì là hay vô cùng. Cho nên trong nghệ thuật nó có một cái chức năng là đồng sáng tạo. Đúng rồi. Tác giả là người sáng tạo. Nhưng đôi khi người đọc á, đồng sáng tạo với tác giả. Và cái đọc của người đọc đôi khi nó chệch đi so với tác giả. Thì nó lại mở ra một viễn kiến mới, một biên độ mới. Mà đôi khi nó lại hay hơn cả chính bản gốc. Tôi xin nói với Phan Đăng thế này này. Ai cũng có thể là thầy của chúng mình. Vì cái này Khổng Tử tài lắm. Khổng Tử ở trong ba người đang đến với chúng ta kia. Thế nào cũng sẽ có một người là thầy của ta. Thầy của ta. Thì cái này rất đúng. Tôi cũng gặp trường hợp như thế. Tôi có một cái bài thơ là bài mẹ ốm. Đấy. Bài thơ là bài mẹ vui ốm. Tươi, ừ. Hôm nay mẹ chẳng cái bài đó, trong đó có một câu thế này. Sớm nay trời đổ mưa rào, nắng trong trái chín, ngọt ngào bay hương. Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Đấy, thế thì trước đây tôi viết là thế. Sớm nay trời đổ mưa rào, nắng trong phải trái chín phải ngạt ngào bay hương. Tức là cái trái ấy nó ngạt ngào bay hương. Thế thì có một bạn đọc. Đấy, cũng là bạn đọc mà là một ông cũ bán vé số thôi nhé. Dạ. Đấy, trông thế tôi mà cái ông cũ biết ngay à bác Khoa đây gì. Đấy, mấy khi mà tôi được gặp bác. Bác có một cái câu thơ hay lắm. Nhưng mà sao bác không bớt cái dấu phẩy đi. Và câu nào là cũ? Câu nắng trong trái chín, ngọt ngào bay hương. Tại sao bác không bỏ cái dấu phẩy là để thành nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương. Tức là nắng nó bay hương từ trong cái trái chín đấy. Quá hay. Dạ. Đấy. Tức là không phải là cái trái chín bay hương mà nắng, nắng bay, hương. Bay hương ra từ trong cái trái chín đó. Mà nắng bay hương thì mới là thơ mới thì đẹp. Nắng bay hương mới tài. Dạ. Đấy và đấy chỉ là ông cụ bán vé số thôi. Dạ. Đấy. Dạ. Thế thì tôi thấy là ông cụ nào là bậc thầy chứ còn gì nè. Đấy, thì đấy, cho nên là trong cái thơ ca nó kỳ diệu lắm. Yeah. Ai cũng có thể là thầy mình. Cho nên hôm nay rất nhiều bạn đọc ấy, hôm nay là chính là chúng ta, yeah. Hôm nay là chúng ta đang gọi là hầu hạ các thầy. Các thầy của mình đấy ạ. Của mình đấy, yeah. Chứ không phải là bạn đọc thông thường đâu. Và có một thầy đề nghị như thế này. Câu hỏi của Phan Đăng anh Khoa vẫn chưa trả lời. Đó là đọc một bài thơ hay nhất của Phạm Hồ hoặc là Định Hải. Anh Khoa có nhớ không? Tức là trước khi kết thúc cái chương trình tập 6 là tập trước đây, tuần trước đó, thì em có nói rằng là anh Khoa có thể đọc một bài thơ hay nhất hoặc là anh yêu nhất, thuộc nhất của Phạm Hồ hoặc Định Hải. Thì thế nào mà lúc đó anh Khoa quên chưa đọc? Đúng rồi, tôi hôm quên, nay phải đọc bù. Già rồi, vẫn cận. Anh có thể đọc bù Trần để Khoa là già rồi, đáp ứng cận. Câu hỏi đấy, lời đề nghị của một thầy. Mà Phan Đăng thấy ghê không? Dạ. Các thầy nhớ không? Dạ. Đấy. Xem rất kỹ đấy. Thế mà chúng ta thế này cứ cả cả. Thế thì xin thưa với thầy là thế này. Dạ. Lần trước thì tôi cũng đã đọc câu thơ và bài thơ của Định Hải rồi. Dạ. Trong đó có cả một cái trường ca của ông.
chuyện thơ của ông viết về Tô Thị Rỉnh cả một đoạn, giờ là cái bài thơ mà ông viết tặng tôi. Thế nên bây giờ thì tôi xin dành cho Phạm Hổ. Dạ. Vì Phạm Hổ là một nhà thơ cũng rất đặc biệt, ông viết cho trẻ con. Đấy, và ông viết rất là hay. Dạ. Đấy, bởi vì viết cho trẻ con nó khó lắm. Nói như Nguyễn Đình Thi đấy, tức là người viết cho trẻ con mà viết được cho trẻ con đấy, thì phải là người hiểu cả trẻ con đến người lớn. Đấy, Nguyễn Đình Thi cũng nói như vậy, Huy Cẩn cũng nói như vậy. Bởi vì trong bất cứ một đứa trẻ nào thì cũng có một cái người lớn đang hình thành. Và trong bất cứ một người lớn nào cũng có một đứa trẻ không bao giờ đi qua. Chính vì thế mà thơ hay hay là chuyện hay viết cho thiếu nhi đấy, phải là thơ văn mà trẻ con đọc thích và người lớn đọc cũng thích. Đấy mới là tác phẩm đích thực viết cho trẻ con. Đấy. Thế thì Phạm Hổ không phải chỉ có yêu trẻ con mà ông còn kính trọng trẻ con nữa. Nhưng ông rất hiểu cái tâm lý trẻ con. Và để hiểu tâm lý thì tôi xin giới thiệu một bài này của Phạm Hổ, là bài Chú Bò Tìm Bạn. Đây cũng là bài thơ hay của Phạm Hổ. Theo tôi thì đây là bài thơ hay nhất của Phạm Hổ. Bởi vì nó đúng cái tâm lý của trẻ con. Và ông hiểu rất sâu sắc. Bài viết là giản dị. Đấy. Mặt trời giúp bụi tre, buổi chiều về nghe mát. Bò ra sông uống nước, thấy bóng mình tưởng ai. Yêu quá. Bò chào, kìa anh bạn, lại gặp anh ở đây. Nước đang nằm nhìn mây, thấy bò cười toét miệng. Bóng bò chợt tan biến, bò tưởng bạn đi đâu. Cứ ngoái trước, nhìn sau, ấm ò, tìm gọi mãi. Đây là bài thơ Chú Bò Tìm Bạn. Nhưng mà tôi cũng muốn giới thiệu thêm một bài nữa của Phạm Hổ, mà chính tôi đã học ông để viết bài Mẹ Ốm. Phạm Hổ có một bài thơ trùng với đề tài của tôi, thậm chí trùng cả tên nữa cả. Đấy là bài U Ốm. Tôi thì mẹ ốm, nhưng mà Phạm Hổ thì có bài U Ốm. Bài này thế này: U ốm nằm nhà, không ra đồng được. U đắp kín chăn, mặt quay vào vách. Em vẫn đi học, đường xa càng xa. Người em ở lớp, lòng em ở nhà. Đây là hai câu rất hay. Người em ở lớp, lòng em ở nhà. U uống thuốc chưa, hạ rồi cơn sốt. Vắng vẻ một mình, U vui sao được. Buổi học dài quá, mãi mới trống về. Em vượt con đê, theo đàn cỏ trắng. Và hai câu này rất hay. Vắng U trên đồng, nhiều người vẫn vắng. Em vừa đến cửa đã gọi U ơi. U cố quay lại, nhìn em mỉm cười. Củi lửa nhen rồi, nấu nồi cháo trứng. Đập trứng bỏ hành, U ăn ngon lắm. Và tác giả kết thúc: ghét cái bệnh tật làm U mệt người. Đừng ai ốm cả là vui nhất đời. Yêu, đấy là bài rất là thơ yêu mà của Phạm Hổ. Vừa trẻ con nhưng lại vừa người lớn đấy nhá. Đúng rồi. Dạ, rất đấy, là yêu. Rất hiểu tâm lý của trẻ con. Dạ. Và tôi cũng học cái bài đó của ông, mà tôi viết bài Mẹ Ốm. Nhưng mà tôi lại phải viết khác. Đấy. Chứ tôi không. Và hôm nay không thể viết ta như sẽ thế. Chọn bài Mẹ Ốm để kết thúc chương trình này. Cái bài đó là thế này, là bài đó nó có một chuyện thật. Là những năm chiến tranh, như tôi nói đấy, nhà tôi nghèo lắm. Dạ. Thế đôi khi là buổi sáng thì mẹ tôi là đi chợ. Có khi gánh cả mà gánh bèo lên đến tận chợ huyện ấy, 5 cây số bán cái gánh bèo ấy. Được vài xu. Không, được 5 hào. Vài hào. Được 5 hào. Đó. Cho nên cái hồi đó thì chả có ai trả tôi nhuận bút cả. Duy nhất có một tờ báo trả nhuận bút. Đó là tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Tôi có in bài Tiếng Chim Chích Chòe.
văn nghệ quân đội trả tôi 15 đồng. Là oách lắm đấy đúng không ạ? Lớn 15 lắm. 15 đồng trời là ơi. bằng mẹ tôi đi làm cả tháng trời. Cả tháng ạ. Cả tháng trời. Cho khi tôi ra bưu điện nhận 15 đồng mà tôi đưa cho mẹ tôi là mẹ tôi cứ nhìn tôi rất căng thẳng, mà con lấy cắp của ai không? Đấy, chứ không thì mày biết mấy cái câu mách qué mà sao mày nhiều tiền thế này. Mà mẹ tôi làm cật lực cả một tháng mới chỉ bằng một cái bài thơ có mấy câu của tôi thôi. Nhưng mà vì đi gánh như vậy cho nên bà bị ốm không lần hay sao? Mẹ tôi đi gánh chợ là vì hồi đó thế này này. Chúng tôi đi học đêm vì ngày là máy bay Mỹ ném bom. Chúng tôi đi học đêm mà nhà tôi nữa không có đồng hồ. Thành ra chỉ trông vào cái, chỉ có nghe gà gáy thôi. Mà gà thì nó rất ẩm ương. Đặc biệt có những đêm trăng lu ấy, trăng nó khuất trong mây ấy mà. Thì ra bên ngoài nó cứ sáng, trời cứ sáng ấy, nhìn rõ cả đường đi. Nhưng nó là đêm trăng suông, trăng khuất mây. Thì gà nó không phân biệt được. Gà nó không phân biệt được. Thế là nó gáy om đi. Thế là mẹ tôi đến lớp, là tôi đến lớp. Và tôi đến lớp thì trời nữa tôi xịt. Tôi lại ngủ một giấc nữa bạn bè mới đến. Thế còn mẹ tôi lại gặp một cảnh rất lạ. Đấy. Cụ đi thì một lúc sau thì cụ lại thấy là có một cái bóng người cứ lút thút bước trước mình. Thế và sau đó thì cái người phụ nữ đó lại bảo là chị ơi, bây giờ đã họp chợ với ai? Chị vào nhà em đi. Chị hãy vào nhà em đi. Thế thì thế nên mẹ tôi vào đấy nghỉ. Đấy, người là xách cái đèn bão, cái đèn chai ấy. Đấy, để đi đằng trước cứ lút thút như thế. Thế là mẹ tôi vào cái nhà của chị, và theo mẹ tôi kể thì nhà có hoành phi, câu đối, mà lộng lẫy lắm, đẹp lắm. Thế là mẹ tôi định gánh cả gánh bèo vào. Nhưng mà chị bảo thôi, ở đây không ai ăn trộm đâu. Chị cứ để đấy, chị vào đây. Thế là mẹ tôi vào coi như là nằm chăn đệm rất là đàng hoàng. Mẹ tôi ngủ một giấc. Xong đến tảng sáng thì cái bác cụ Sách ấy. Đấy, ông Sách là cái ông ở làng tôi. Còn gọi, mẹ tôi còn gọi bằng anh ấy. Thì bác ấy đi đánh chài sớm. Thì bác mẹ thấy cái đôi quang gánh đặt ở đây. Mẹ thấy có người phụ nữ nằm trong queo ở đấy. Ông ấy tưởng là ai đó bị giết. Đấy, bị cướp nó giết. Ông ấy kêu ầm. Thì mẹ tôi tỉnh dậy. Và khi mẹ tôi tỉnh dậy thì Phan Đăng biết là cái gì không? Điều gì xảy ra? Ừ, có điều gì xảy ra? Em chưa hình dung được. Mẹ tôi nằm bên cạnh một ngôi mộ mới. Ôi trời ơi! Đấy, mẹ tôi trời nằm bên cạnh một ngôi mộ mới. Ừ. Thế xong về cụ ốm, trũi rũng cả tóc ấy. Tưởng cụ đi. Đấy, thế ra tôi có câu là cả đời đi gió đi sương ấy. Thì cái đi sương là đi đêm. Em hiểu không? Vì con, miếng cơm manh áo của con mà mẹ phải ra đi. Đấy. Thì cái bài mẹ ốm là ra đời trong hoàn cảnh ấy. Đấy, mọi hôm mẹ thích vui chơi. Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu. Sau này nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi bảo tôi là tại sao nên mẹ thích vui chơi. Mà mẹ có bao giờ được vui chơi đâu. Đấy. Nhưng mà không phải, vui chơi là vui chơi với con. Chơi với con cũng chính là dạy con học. Đấy. Vui chơi với con đấy là dạy con học. Vì trẻ con còn bé quá là chơi như học, học như chơi. Đấy. Thành ra là mọi hôm mẹ thích vui chơi. Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu. Lá trầu khô giữa cơi trầu, chuyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn khép lỏng cả ngày, ruộng vườn vắng mẹ, cuốc cày sớm trưa. Hai câu này tôi rất thích này. Nắng mưa từ những ngày xưa, lặng trong đời mẹ, đến giờ chưa tan. Khắp người đau buốt nóng gian, mẹ ơi cô bác xóm làng đến thăm. Người cho trứng, người cho cam, và anh y sĩ đã mang thuốc vào. Sáng nay trời đổ mưa rào, nắng trong trái chín, ngọt ngào bay hương.
Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Mẹ vui con có quản gì, ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca. Rồi con diễn kịch giữa nhà, một mình con sắm cả ba vai chèo. Vì con mẹ khổ đủ điều, quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. Con mong mẹ khỏe dần dần, ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. Rồi ra đọc sách cấy cày, mẹ là đất nước tháng ngày của con. Đây là bài tôi viết năm 70. Năm ấy tôi mới học lớp lớp 5, lớp 4, lớp 5. Em cũng có một kỷ niệm về bài thơ mẹ ốm. Tức là lúc đó là em lớp 3. Lớp 3 lúc đó em 7 tuổi. Bởi vì 5 tuổi em học lớp 1. Thì cái hôm đó em không hiểu sao là mình lại ở nhà một mình. Ở nhà một mình mà hôm đấy mưa thì rất là to. Mà nhà em trong một cái ngõ sâu đó. Thì mưa nước nó ngập lên xung quanh và em rất là sợ hãi. Sợ vô cùng. Thì lúc đó em cứ lục lọi các cái đồ ở trong nhà đó. Thì em rút một cái ngăn kéo. Cái ngăn kéo đấy nó ở dưới một cái tủ, mà trên nóc tủ thời đó là hay làm cái bàn thờ trên nóc tủ đó anh con. Thì em rút cái ngăn kéo ra thấy một quyển thơ cũ lắm. Thì khi em mở ra đúng cái bài mẹ ốm đó. Và em đọc cái bài đó thì tự nhiên thấy ấm lòng và thấy là mình không còn sợ xung quanh nữa. Cho nên em rất là thuộc và em có lẽ là thích một trong những cái kỷ niệm để mà mình thích thơ từ nhỏ chăng. Thì hôm nay ngồi với anh Khoa được nghe lại rất là xúc động. Trong này trong cái bài thơ này có một cái câu là cánh màn khép lòng cả ngày. Khép lòng. Tôi đi nói chuyện với các con, tôi hay hỏi là tại sao lại khép lòng cả ngày. Đấy, nếu như có người mà không hiểu thì bảo là con gì chăm sóc mẹ mà lại chỉ có khép cái cánh màn cũng không xong. Thế nhưng mà trong đó cái câu ấy thì hay nhất lại là chữ lòng. Cánh màn khép lòng. Tại sao lại cánh màn khép lòng? Đấy là chi tiết để thấy là mẹ ốm. Vì ở nông thôn ấy, người ta buông màn ấy, là chỉ buông khi ngủ thôi, tối. Chứ ngày thì người ta vắt cái lá màn ấy. Đấy. Khi mà đã buông màn cả ngày thì nhà có sự cố. Đấy. Và cánh màn khép lỏng là bà mẹ ốm. Để thấy rằng là bên cạnh đó có đứa con đang ngồi. Cho nên cánh màn không thể khép chặt được. Còn nếu cánh màn khép chặt thì là sao? Nếu là cánh màn khép chặt cả ngày thì nghĩa là thế nào? Thì tức là bà mẹ chết rồi. Mất rồi, dạ em hiểu. Đấy. Vâng. Bà mẹ chết thì bao giờ người ta cũng buông cái màn xuống. Người ta khép chặt lại, gài kỹ lại để chó mèo không nhảy qua. Đấy, và lấy cả cái tờ giấy để che lên mặt, để không để cho cái con vật nó nhìn vào mắt. Chứ nếu không được bà mẹ có thể sẽ nó nhào đi, như là cái luồng điện nào đó đấy. Người ta bảo là quỷ nhập tràng ấy, nhưng không phải, nó có cái luồng điện như thế. Nên để bảo vệ bà mẹ thì người ta lấy cái mảnh giấy, người ta đắp lên mặt. Đấy, thế và màn thì khép chặt lại. Màn thì khép chặt lại. Còn nếu là mẹ ốm thì đứa con ra vào, đứa con ngồi ở bên cạnh ấy, thì cái cánh màn nó phải là khép lỏng. Chỉ một chữ lỏng thôi thì ra ngay là bà mẹ ốm. Đấy. Một bài thơ rất là xúc động và những kỷ niệm cũng xúc động. Cảm ơn anh Trần Đăng Khoa lại một tuần nữa với những cái cảm xúc thật là đặc biệt mà anh mang lại. Em hy vọng là anh em mình sẽ còn tiếp tục ngồi với nhau nhiều nữa để chia sẻ những câu chuyện rất là ngẫu nhiên như thế này. Không biết rằng là trước khi chia tay khán giả trong tuần này, anh Khoa có muốn nói với khán giả điều gì? Tôi chỉ xin cảm tạ các bác, các anh, các chị đấy, đã quan tâm đến chương trình của anh em chúng tôi. Cho nên cái chương trình thứ 6 ấy mới có một ngày thôi mà đã gần 5 vạn người truy cập. Ôi trời. Thì đấy là cái con số mà rất đặc biệt. Em phải nói thật là em cũng chưa kiểm tra đâu. Anh đã kiểm tra rồi gì ạ? Chắc chắn như thế. 5 vạn người. Dạ. Và qua đó thì đấy là điều mà chúng tôi rất biết ơn độc giả.
Đặc biệt là các bác, các anh, các chị còn chỉ cho chúng tôi những chỗ chúng tôi còn khiếm khuyết. Đấy, đấy là cái điều mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại khán giả vào tuần tới. Rồi, đúng thế. À, em xin cảm ơn anh. Chúng ta sẽ bàn về cái sân chơi cho trẻ em. Dạ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả. Chính từ những câu hỏi của quý vị mà chúng tôi đã có một cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đặt tên là Hầu Chuyện Thượng Đế. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chúc một tuần an lành.